là sao đấy? Đang ế thì chớ, tưởng có khách ai gì. Ô, thế là hóa ra ông anh đang ế à? Ừ. Ô, em hỏi ngu như con bò, không ế ngồi đêm gì. Này này này, con mồ nó vừa đấy nhá, đừng có làm cái này nóng, biết chưa? Này, nói thì nói thế thôi, chứ tội đang ế bỏ bố ra đây này. Hay là tôi với ông anh làm cái cuộc trao đổi dài hạn đi. Cô nói thế là ý đồ gì? Ý đồ gì đâu mà ý đồ. Ông anh ấy chỉ được cái đang y thôi. Thôi được rồi, đằng nào tôi cũng đang rảnh, cô em nói thử xem nào. Thì bây giờ ông anh đưa tôi lên Trấn Duy Hưng, xong rồi vào nhà nghỉ làm nháy. Tôi trả tiền xe ôm cho ông anh, còn ông anh thì trả tiền đi gái. Thế là cả hai hết ế rồi. Quê đâu khôn thế? Tôi khôn hơn ông anh ấy thì đó là điều hiển nhiên rồi. Nhưng mà ông anh có thái độ như vậy là sao hả? Tôi hỏi cô nhá, tôi làm nháy với cô, cô lấy bao tiền? 300, tiền phòng anh trả. Tính sơ sơ là tôi mất gần 400 rồi. Bây giờ tôi bảo cô em nhá, tôi chở cô em lên Trần Duy Hưng hết có 30. Thế có phải là tôi lỗ 370 không? Ăn gì khôn ấy, tào lao. Mất có 370 nhưng mà lại được sung sướng, thế còn kêu có lỗ gì nữa. Sung sướng cái mặt cô ấy, nhìn lại hàng đi, nhão hết rồi còn bày đặt. Này 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 này, ông anh đừng có mà xem thường cái ảnh quá đáng nhá. Tôi nói gì sai à? Chẳng sai quá ấy chứ, hàng của người ta nguyên đai nguyên kiện, cho dù có dão á thì còn hơn chán mấy cái đứa độ lên độ xuống nhá. Nói tóm lại tôi không đi. Ok, đã xấu rồi còn bày đặt chảnh chó. Kìa anh Giai, làm nháy không? Bao tiền? 300, tiền phòng anh trả. Sao thế? Hàng của em nguyên đai nguyên kiện, chị đã đụng chạm dao kéo gì đâu. Biết là vậy, nhưng mà nhìn hơi nhừ. Thế ông anh định trả bao nhiêu? 1 lít, đồng ý thì lên xe. Sao thế? Đồng ý lên xe. Ông anh này, ông anh có nhìn thấy cái cột điện bên kia không? Có, anh đẹp trai đâu bị mù. Cột điện ở bên đó nhiều lỗ lắm, ông anh sang đó mà xử không mất tiền đâu. Cái con danh này, mày nói cái gì đấy? Con danh cái đầu anh ấy, anh tưởng 100.000 của anh nhà to lắm ấy à? Cút. Mẹ con danh ấy. Một con gái ngành mà dám bố láo với tao à? Đập chết mạnh bây giờ. Này 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 này, anh đừng có manh động nhá. Đây là bảo kê của tôi ấy. Anh mà manh động là anh ấy phang cho anh cái mất đi cái vẻ đẹp trai, anh đừng có kêu. Thằng kia, lui ra. Cái thằng ô này, mày hung hăng cái gì? Mày tin tao lấy mẹ mày vào tủ đông lạnh không? Mày làm sao? Chúng mày được, vụ này tao không quên đâu. Không quên mày định cắn đít tao à? Xê ra, cô hồi nhá, cứ gây chuyện bắt thằng này gánh hậu quả là thế nào? Thì hàng xóm láng giềng giúp nhau tí, làm gì mà căng ấy. Hàng xóm, làm gái thì làm cho tử tế, cứ đi gây chuyện. Anh cũng thấy rồi còn gì nữa, tại cái thằng cha kia gây chuyện quá đáng ấy, chứ tôi có lỗi gì đâu. Tôi thấy nó nói cũng hợp lý phết đấy. Anh nói cái gì cơ? Bảo sao ế, đánh đá như quỷ cái. Này, ông anh làm cái gì mà mặt cứ nhăn nhói khiến ớt đấy? Tôi mất tiền thuê cô Hà Nội, chứ có nhờ không cô đâu. Mà cô làm việc không có tâm ấy. Này, ông anh nói thế ý gì ấy? Cô nhìn lại mình đi, đây là quê tôi đấy, một nơi văn minh lịch sự, thế mà cô ăn mặc như gái ngành ấy. Ông anh toàn nói thừa thôi, chứ tôi chả là gái ngành thì tôi là gì? Biết là như thế, thế nhưng mà cô đang trong vai người yêu của tôi, hiểu chưa? Ý của ông anh là tôi phải ăn mặc kín đáo chứ gì? Đúng thế. Đàn ông đàn an cái kiểu gì, tính như mắm thối ấy.
Bảo sao ấy tận bây giờ khó tính như khỉ. Cô làm tôi cay rồi đấy. Thế nhưng ở đây làm gì có chỗ nào kín mà thay quần áo. Thôi được rồi, nhưng mà tém tém đấy, kéo cao quần áo lên là được. Mình thấy cũng bình thường mà, có hở ham mấy đâu nhở. Đã chọn cái bộ kín nhất rồi. Phương Anh, mày ở nhà không thế? Phương Anh. Chết rồi. Phương Anh ơi. Cô về đây liệu mà cứ xử em tôi là ốm sắp chết rồi đấy. Không đừng hòng lấy tiền của thằng này. Rồi, nói nhiều quá. Anh Tài, anh về rồi ạ. Tao về rồi đây. Sao có một tháng không gặp mà nhìn mày phờ phạc thế mày? Đây là chị dâu tương lai của em sao? Đây là Ngọc. Mày nhìn xem có đáp ứng được tiêu chuẩn của mày không? Nhìn hơi lẳng lơ tí, nhưng mà được. Em chết cũng ngắm mắt rồi. Này em, chị nhìn em vẫn khỏe lắm, chắc chưa chết được đâu. Em đang nói vớ vẩn cái gì đấy? Thôi, mọi người vào trong nhà đi. Em đang ốm, đứng đây trúng gió lại méo mồm. Ừ, em nói chi phải. Anh vô tâm á, để anh đi em vào. Này, ông anh. Thế ông anh nghĩ cái cô em gái của ông anh ốm sắp chết thật à? Cô hỏi vậy là sao? Anh ngu như con bò ấy. Tôi nhìn qua là tôi đã biết nó chả vờ rồi. Phương Anh nói là em gái tôi, nói điều tôi sao được. Nam cho điên. Về khi nào vậy? Tài. Đúng là cái định mệnh. Hôm nay Mạnh về quê à? Thế ai đây? Giới thiệu mày. Đây là Ngọc, người yêu của tao. Cái gì cơ? Mày có người yêu rồi à? Thái độ mày như vậy là sao? Tao đẹp trai, có người yêu thì làm sao? Này em gái. Anh Nam ạ. Đúng là cái định mệnh. Bố mày lại tưởng mày thế nào? Thuê con gái ngành về làm người yêu, thế mà cứ oai. Mày câm mồm đi, nói ít thôi. Thế nhưng mà này, kể ra con bé tuy là gái ngành thật, nhưng cỡ như mày mà tán được nó là cũng ngon đấy. Thằng chó này, mày nói gì đấy? Cỡ như tao phải yêu gái ngành à? Xin lỗi, gái ngành không có tuổi. Mày nháy nháy cái gì? Bị tăng động à? Hay Parkinson? Tao nói cho cái mặt mày biết, cỡ như tao phải yêu gái ngành á, nó chỉ là con gái ngành hết đát. Mày nhìn tao đây, dai tân ngời ngời, sao tao phải yêu nó? Thì nhìn lại sao mày được? Này nhá, cái mặt của ông anh sống như chó á. Đã thế là nghèo rớt cùng tôi. Ông anh nghĩ tôi thèm ông anh chắc? Thèm! Cho mày chết. Đáng đời. Tất cả tại mày thằng chó. Nháy đến lắc cả mắt vẫn còn không biết. Tại cái mồm mày hay tại gì tao? Mà này, nghe mày nói thế chắc mày chả để ý con bé kia đâu nhỉ? Thật tình cờ ấy, tao lại rất thoải mái. Đấy, hay nhân cơ hội nó về đây hay là để tao xúc nó vậy? Ý mày là sao? Chỉ tao đang cần lấy vợ. Mọi khi trên Hà Nội tan mãi nó có đổ đâu. Nó là gái nhành đấy. Tao đây quan tâm. Mấy thằng như tao mày nghề ngỗng bấp bình, nghèo rớt mùng tơi ra. Lấy gì cao sang mà lựa mới chỉ chọn. Mày vừa nói gì quên rồi à? Nó có phải của tao đâu. Mày cảm thấy ăn được á, qua mà đớp. Hỏi tao làm cái gì? Mày nhớ mồm mày nhá. Ê, mày uống kiểu gì mà cứ rên ử thế? Có cần tao đưa đi bệnh viện không? Không, không cần đâu anh ạ. Chán mày còn nóng lắm đâu. Thế đi khám bác sĩ bảo mày thế nào? Bác sĩ bảo em bị bệnh nan y, không sống được bao lâu nữa. Bệnh nan y là bệnh gì? Anh quan tâm làm gì? Đằng nào em cũng có sống được mấy bữa nữa đâu. Anh đưa người yêu về,
rồi chị nhanh nhanh làm đám cưới cho em còn có cháu bé. Chuyện này Ngọc ơi, Ngọc ơi ra anh bảo. Ngọc không có nhà, mày cút đi. Giọng anh Nam mà anh, sao anh ấy biết chị Ngọc? Thì anh với thằng Nam ở trên Hà Nội biết nhau chuyện bình thường. Ngọc ơi, Ngọc ơi. Anh Nam gọi em ạ? Không ai gọi đâu, đi vào. Em vừa nghe thấy. Đấy, anh đúng là mồm điêu, thế mà kêu không ai gọi. Anh Nam, anh tìm em có chuyện gì không? Anh Nam với chị Ngọc đi đâu mà tình tứ thế nhở? Em trông họ như cặp tình nhân ấy. Mẹ kiếp, thằng khốn nạn này. Mà mày, mày uống cái kiểu gì đấy hả? Đây là sắp chết à? Con này, mày đang giả vờ đúng không? Nói dối cái gì? Em đây người ta gọi là hồi quang phản chiếu đấy. Anh mau lấy vợ đi. Chiếu vào cái mặt mày á, hết trò ngồi đấy mà lừa tao. Bực cả mình. Mình cũng chỉ muốn anh lấy vợ thôi. Sao anh tải cấu thế nhở? Mình đẹp trai, hiền lành tử tế, thế mà cái bọn xung quanh nó đối xử với mình không ra cái gì. Em ruột thì lừa dối, bạn bè thì khốn nạn, ngay cả mà cô ta có liên quan chó gì đến mình à? Lại húy đi đâu với thằng Nam rồi, cảnh thế này. Thì ra hai đứa nó trốn ở đây để tình tứ. Đã thế, ông mày à, mình bị sao ấy nhở? Cô ta là gái ngành, cô ta đi với ai mặc xác cô ta chứ, liên quan gì đến mình? Em ta à, mày đi đâu ấy? Đi đâu mặc xác tao? Mày ngồi lu sang bên kia. Cái thằng này, mày làm gì đây? Mày làm sao? Tao đang thuê cô ta làm người yêu tao đấy. Chưa hết thời hạn đâu. Thuê thôi gì? Mày thuê bao tiền? Tao giả mày. Nhưng mà anh Nam ơi, anh ấy đã trả tiền cho em đâu. Rõ cái mặt rồi nhá. Thế thì mày cút đi. Tao thay mày thanh toán tiền cho Ngọc. Từ giờ Ngọc là người yêu của tao. Mẹ khiếp, từ bao giờ mà gánh ảnh có giá thế nhở? Anh nói gì đấy? Đâu, tôi có nói gì đâu. Mà tôi bảo này, cô ấy nhận lời tôi rồi ấy, sao lại bỏ dở lửa chừng? Em gái anh bệnh tật quái gì đâu, dễ làm gì cho mệt. Thì đã đành là thế, thế nhưng mà... Mà sao? Kìa, nhưng cái gì mày nói thì không nói được thì lượn, ngồi ý đây làm gì? Không việc của mày. Cái thằng này, thế cuối cùng mày muốn thế nào? Rồi ơi, hai anh làm tôi điếc tai quá. Tất cả là tại mày, không ăn được những cái đạp đổ. Tao thích đây, mày làm sao? Bố mày hiểu rồi. Mày thích Ngọc đúng không? Mày điên à? Nó là gái nhanh ấy. Chứ mày cứ phá bố mày làm cái gì? À chà, tự nhiên tao phá mày làm gì nhỉ? Nhưng mà bố mày thích. Thằng chó. Anh làm gì nhìn em ghê thế? Em giả vờ ốm như thế cũng chỉ là muốn anh lấy vợ thôi, chứ có ý gì xấu đâu. Lấy cái đầu mày á, tao còn trẻ, còn khỏe, lúc nào lấy chả được. Còn trẻ, hơn 30 tuổi rồi còn trẻ quá. Làng mình nhá, ngoài anh với cả anh Nam, có ai ế bền vững thế đâu. Mày câm nhá, câm nhắc cái thằng khốn nạn đấy. Anh với anh Nam cãi nhau gì vậy? Hiểu rồi. Có phải tranh nhau chị Ngọc đúng không? Mày có biết cô ta làm cái nghề gì không? Mà mày nói. Nhìn qua là biết. Biết? Biết mà mày vẫn nói à? Các cụ bảo rồi, lấy gái về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm gái. Mà anh nhá, vừa già vừa xấu,
ông trời lại dã man bonus thêm cả cái nghèo nữa. Lấy được chị ấy là may mắn lắm rồi, còn đòi hỏi gì? Mày hãm nó vừa đây. Tao làm gì nhiều điểm yếu như thế? Đấy là em có nói giảm nói tránh rồi đấy. Thôi, mau đi tìm chị Ngọc đi. Để anh Nam mà tìm chị Ngọc trước ấy thì mất cơ hội đấy. Đã nghiện rồi còn ngại, có chết cũng không chữa được bệnh sĩ. Anh chị đi cẩn thận nhá. Mày đi về đi. Anh đưa Ngọc về quê bàn chuyện đám cưới, không cần lo đâu. Anh nhớ nhanh nhanh lên đấy. Biết rồi. Ê thằng bạn. Chị đâu không nói với tao câu đấy. Mày biến đi. Mày là thằng bạn chó. Kìa em, anh yêu em như vậy, thế mà em lại bỏ anh đi theo thằng Tài. Em không có lời nào muốn nói với anh à? Thằng kia, mày lại có ý đồ gì? Cái thằng, ban ngày ban mặt mày lo cái gì? Tao chỉ muốn nói chuyện với Ngọc một tí thôi. Anh đợi em tí nhá, anh đi theo em. Này, anh phải tin tưởng chị Ngọc chứ. Ai đã trốn nợ của anh đâu mà anh cứ phải sổn sổn. Đâu có, anh thành tâm ra tiễn bọn em thật mà. Này, tiền đây. Em thấy anh diễn được không? Được, cảm ơn. Thằng bạn anh biết, anh chơi từ nhỏ với nó mà. Không làm thế, nó làm gì dám thổ lộ với em. Biết rồi, chuyện này anh không được để lộ ra đâu đấy. Chủ ý của anh ngu gì để lộ. Nhưng mà em phải đối xử tốt với thằng bạn anh đấy nhá. Tôi biết rồi, tôi mà không yêu anh ấy á, tôi nghe lời anh làm gì. Lượn đi.